tới bây giờ là khám phá nhiều cái thể loại mới đối với mình. Ví dụ như là sau khi quán quân chương trình game show xong thì bắt đầu đánh về YouTube, rồi sau đó làm về comedy, rồi sau đó đi là drama, và sau cái drama thì lại chọn một cái môi trường nó hoành tráng hơn để phát triển một cái nghề thêm điện ảnh. Thì lúc đầu mọi người cũng thắc mắc là tại sao ai chết giơ tay với drama không làm phim điện ảnh đi, nhưng mà lại thấy là cái khoảng thời gian đó mình thật sự chưa đủ cái gì cả, mình chưa có kinh nghiệm về làm phim dài, chưa có đủ làm với tất cả những gì mình tính hoành tráng và đầu tư, cho nên là phải thử sức về thể loại web drama trước. Sau khi mình quen cái cách như hành cái hình thức như thế nào rồi đó, mình vận hành đã làm sao, thì ngay nay bộ phim nó đủ hết rồi, từ những cái kinh phí nè, từ cơ hội nè, từ thời gian, cũng như là các mối quan hệ của anh chị em đồng nghiệp bạn bè, thì là mới có đủ điều kiện để mà thực hiện phát số 1 phim điện ảnh được. Ban đầu thì không đi về lập đâu, nghĩ là rất là nhiều nhà làm phim rất là lâu làm kiểm duyệt, là sợ là sẽ bị cắt này cắt nọ, cho nên là bản thân làm đã phải lường trước được nhiều thứ để mà mình chủ động trong cái ngồi bút liên tục của mình. Mình phải cân đo đong đếm như thế nào để nó phù hợp với cái thực trạng xã hội bây giờ và những cái gì đó mang tính sáng tạo viễn tưởng. Nếu như mà mọi người thấy những cái tình tiết phim của Lộc Hoàng Còn nó không cổ suý cho mê tính dị đoan, mình xem vào bộ phim đó mình thấy rằng là thế giới tâm linh nó như thế nào và thế giới thực tại nó song hành, nó phát triển như thế nào. Cho nên là khi mình làm chấm bút, làm viết kịch bản này, Lộc đã phải cân nhắc rất là nhiều, và đó cũng chính là cái kết quả mà khi mà Lộc đưa cho Kim Việt rồi là Kim Việt không cắt một giây nào luôn. Khi mà bản thân Lộc mời cái nhân vật đó và diễn viên đó và cô chú đó, thì Lộc nghĩ rằng là bản thân mình cần sự hỗ trợ nhiều hơn là mình sợ là mình đưa mời. Nếu như mình sợ thì mình làm sao mình mời, đúng không? Cho nên là Lộc cần sự tổng hợp với nhiều cái màu sắc khác nhau. Với lại khi mà mình mời những cô chú đóng chung với mình, mình sẽ học được rất là nhiều thứ luôn, và từ đó mình mới có thể phát triển được. Không để bây giờ mình làm phim mà mình phải mời những cái người nào đó mình cảm giác là khác với mình, thì thật sự mình nó quá hẹp hòi. Cho nên đó với Lộc, những ai đến với bộ phim của mình là bằng cả tấm lòng, và nó hợp vai thì Lộc mới mời. Cho nên là Lộc nghĩ rằng là tất cả sự xuất hiện của cô chú đó là một cái sự hỗ trợ đắc lực của Lộc, để Lộc vừa có tinh thần, vừa có một cái kinh nghiệm diễn xuất để mà có thể mang đến nhiều cái cung bậc cảm xúc tuyệt vời và xuất sắc trong bộ phim Pháp Sư. Khán giả hãy đến với bộ phim Pháp Sư của Lộc, bởi vì từ trước tới bây giờ Lộc chỉ làm trên YouTube thôi, là làm miễn phí cho tất cả quý vị và các bạn. Nhưng năm nay Lộc chơi liều một cú là làm phim điện ảnh, và hy vọng rằng là sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả sẽ là một cái nguồn doanh thu để Lộc có thể có thật nhiều động lực để mà có thể phát triển trên con đường làm đại từ sắp tới nữa. Hy vọng tất cả mọi người giới thiệu cho anh chị em bạn bè đến mua một chiếc vé xem bộ phim Pháp Sư Mùa nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.